Ông hoàng YouTube Psy đã trở thành ngôi sao thần tượng có thu nhập nhiều nhất trong làng giải trí Hàn Quốc. Vốn nổi tiếng với các video và show diễn hài, tuy nhiên chỉ khi ra mắt video Gangnam Style, anh mới thật sự gây được tiếng vang lớn khắp châu Á. Gangnam Style hiện có hơn 2,7 tỷ lượt xem, nhiều nhất trong lịch sử K-pop.